Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan chuồng heo của mình và mình sẽ hướng dẫn các bạn điều trị heo bị bệnh do thời tiết, viêm phổi, ho hay thở bụng hoặc là những bệnh khác. Thì bây giờ mình dẫn các bạn đi tham quan và gặp những cái triệu chứng như vậy á, thì mình sẽ điều trị như thế nào. Thì bây giờ các bạn đi theo chân mình để mình hướng dẫn các bạn điều trị được thành công, để chăn nuôi được hiệu quả nha. Để mình quay cho các bạn xem một số trường hợp heo thở bụng nha. Đây nè, heo vẫn ăn khỏe bình thường nhưng mà nó nằm nó thở bụng nha. Các bạn nhìn thấy nó nằm nó thở nè. Nhịp nó không được đều nha các bạn, nó thở theo từng nhịp nha. Rồi con bên đây nè, các bạn nhìn thấy nó nằm sấp. Lông thứ nhất là lông nó bị xù nè. Thường thường mà con nó bị viêm phổi nặng là lông nó sẽ xù như thế này nè các bạn. Con này thì hơi mướt hơn nè. Đó, như con bò này nó mướt nè. Con này nó xù là nó viêm phổi nặng. Và hổm gài là mình bận công chuyện là mình không có chăm cái đàn này nhiều. Là hôm nay nó lạnh á, là nó bị viêm phổi, nó thở bụng. Để một tí nữa mình quay nó nằm nó thở cho các bạn xem. Ba con này nè các bạn, ba con này là nó bị viêm phổi thở bụng nha. Nó vẫn ăn uống bình thường, khỏe mạnh như những con khác bình thường. Nếu mà các bạn không biết xem heo á, các bạn không biết điều trị á, là những con này nó sẽ càng ngày càng nặng. Bây giờ á, là nó nằm ngửa được nhưng mà nó nặng lên thì nó sẽ nằm sấp nha. Như cái con này nè, nó viêm phổi nặng rồi nè, nó đi bê rồi nè các bạn. Đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn điều trị ba con này trong vòng là khoảng 5 ngày đến 1 tuần là nó sẽ khỏe lại nha. Còn các bạn không biết điều trị á, là những con này nè các bạn. Những con này 11 là lông nó sừng, nó dựng đứng xù lông giống như con trắng này luôn nè. Con trắng này á, là mình sẽ điều trị cho nó là từ 5 đến 10 ngày là lông nó sẽ bóng, sẽ mướt lại nha các bạn. Những con bên đây á thì nó cũng bị viêm phổi nè, lông nó cũng xù nè. Các bạn nhìn thấy lông nó vậy đó, chứ nó xù nó tưa nè. Những con heo mà khỏe mạnh á là lông nó sẽ mướt gượt luôn. Những con này á là mình tiêm vài mũi thuốc là lông nó sẽ bóng lại. À, giống như cái con trắng mà cái đít có đốm đó các bạn, đó là lông nó mướt là con heo nó khỏe đó. Rồi cái con nhỏ đó nó cũng khỏe luôn. Rồi mấy con này là nó bị xù lông, là nó bị viêm phổi nè. Sẵn đây thì mình sẽ điều trị ba con này, rồi mình sẽ tiêm cái đàn bên đây luôn để cho nó điều trị cho nó khỏe mạnh hết nha, cho nó bóng. Để ba con này lúc mà nó nằm xuống á là mình sẽ quay cho các bạn xem lúc mà nó nằm heo bị viêm phổi thở bụng nó sẽ như thế nào, rồi nó có ho hay không. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vừa điều trị viêm phổi thở bụng và vừa điều trị ho luôn nha, bảo đảm với các bạn là hết 100%. Đó, các bạn thấy con này nó thở bụng không? Nó thở theo từng nhịp mà nó thở nhiều giống như nhịp gặn vậy đó các bạn. Còn những con heo khỏe thì nó thở bình thường nha, nó thở nhịp đều, rất là nhẹ nhàng. Còn con này là giống như gặn luôn. Để mình đợi những con khác nó nằm nó ngủ á, thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Đây là con heo nó viêm phổi thở bụng nha các bạn. Đó, ở đây một con cũng viêm phổi thở bụng nữa nè, các bạn nhìn thấy nhịp thở của nó nha. Nhịp thở của nó là giống như nhịp gặn, nhịp thở của nó là giống như nhịp gặn vậy các bạn, chứ không phải là thở bình thường mà nó nhịp đều đều đâu. Cái này giống như là nó giật giật vậy đó. Cái con đó là nó có viêm phổi thở bụng và ho luôn nha. Thì một tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn điều trị những con viêm phổi ho, mình sẽ kết hợp điều trị luôn. Còn con này thì không có ho, nó chỉ viêm phổi thở bụng thôi. Con này cũng là viêm phổi thở bụng. Còn mấy con bên đây á, thì nó khỏe các bạn, nó chỉ viêm phổi là xù lông thôi, nó không có thở bụng và không có ho. Điều trị mà heo không thở bụng không ho thì mình sẽ điều trị như thế nào, và heo thở bụng điều trị thế nào, heo ho điều trị thế nào, và heo ho hay thở bụng sẽ kết hợp điều trị như thế nào. Thì mình clip này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để các bạn điều trị được thành công nha. Để không thôi là heo bị thở bụng á, là các bạn không biết điều trị á, mua tùm lum thuốc hết trơn á, là các bạn điều trị là có thể là bị hao luôn đó. Nó thở càng ngày nó càng nặng là nó hao con heo mình. Hôm nay thì mình chỉ cho các bạn cách nhận biết heo bị viêm phổi thở bụng và viêm phổi ho,
và viêm phổi bình thường để các bạn xác định được heo mình bị như thế nào để mình điều trị được thành công nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ điều trị cái đàn heo bị viêm phổi thở bụng này cho các bạn xem nha. Heo mình là bị viêm phổi thở bụng là ở dạng thể nhẹ nha các bạn, chứ không phải là dạng thể nặng nha. Thể rất là nhẹ luôn. Thì chủ yếu là đàn này á, là chủ yếu là mình tiêm vài mũi thuốc là nó hết thôi. Chủ yếu là mình điều trị ba con này nè, viêm phổi thở bụng. Ở đây là có ba con nè. Con này là viêm phổi thở bụng, là nó khoảng 13-14 kg nha. Con này chắc khoảng 14 kg, là cũng viêm phổi thở bụng, không ho nha. Còn con này là vừa viêm phổi thở bụng mà vừa ho luôn. Thì mình sẽ điều trị ba con này, mình hướng dẫn cho các bạn để điều trị để cho cái đàn heo của các bạn nó khỏe nha. Các bạn nhìn thấy lông của nó sơ cờ luôn không? Hôm nay là ngày 10 tháng 1 nha các bạn. Mình sẽ điều trị ba con này trong vòng 5 ngày đến 7 ngày để cho các bạn xem tùy theo mà cái con nặng nhẹ nha. Những con này là 4 ngày, 5 ngày là đã khỏe bình thường rồi các bạn. Chủ yếu là cái con trắng đó thôi. Con trắng nó thì có thể là 5 đến 7 ngày tại vì nó viêm phổi ho thở bụng. Nó nặng hơn hai con này. Còn mấy con đây thì mình chỉ tiêm vài mũi thuốc thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn điều trị bằng thuốc Tilo với đề sa với bờ rôm nha. Rồi ở đây mình đã rút thuốc xong nè các bạn. Đây là mình rút thuốc Tilo cộng với bờ rôm nha. Mình điều trị cho nó ngày đầu tiên là mình tiêm Tilo cộng với bờ rôm hết. Rồi ngày mai mình sẽ tiêm cái con này là Tilo cộng với đề sa để mình điều trị ho luôn nha, mình kết hợp điều trị ho. Các bạn nhớ theo dõi hết clip của mình để mình điều trị mấy con này như thế nào nha. Đây quay một lần nữa cho các bạn xem nó viêm phổi thở bụng nè. Đó. Nó thở giật giật chứ không phải là nhịp nó đều nha các bạn. Ba con này á là chắc cú là mình sẽ tiêm 5 ngày liên tục rồi các bạn. Còn mấy con bên đây á là mình tiêm 2 đến 3 ngày liên tục thôi là mình ngưng. Rồi mình sẽ điều trị mấy con này 5 ngày, con đó là có thể lên 7 ngày các bạn. Nó viêm phổi ho thở bụng, đây nó thở bụng nhiều nè. Các bạn thấy nó thở giật giật luôn không? Đó là biểu hiện của viêm phổi thở bụng nha. Mà những con viêm phổi bình thường không ho không thở bụng là lông nó sẽ xù nha các bạn. Các bạn tiêm vài mũi thuốc Tilo Genta thì hoặc là Gen Tilo thì nó sẽ khỏe lại nha. Mình ở đây mình dùng là bờ gom của Anova và Tilo Genta hoặc là Gen Tilo của hãng Anova hoặc là A3 thì mình điều trị cho những con này. Thì bây giờ mình sẽ tiêm nha. Thuốc này rất là nhẹ, không sốc được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tiêm cái đàn này. Rồi cái đàn bên đây á, thì mình sẽ tiêm Tilo Genta không nha. Đàn heo của mình đã tiêm xong tổng đàn nha các bạn ơi. Hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2023 nha các bạn. Đó, đây là con viêm phổi ho nha. Hôm nay thì mình chưa tiêm Tilo Desa, mình chỉ tiêm Tilo bờ gom để cho nó giảm thở bụng thôi các bạn. Đó, mình tách riêng ba con này nè để cho các bạn dễ tiện theo dõi nha. Còn những con bên đây nó khỏe bình thường thì mình để riêng nha. Rồi hôm nay là ngày thứ nhất. Rồi tới những ngày tiếp theo á thì mình quay cho các bạn xem, mình sẽ cập nhật thường xuyên. À, các bạn nhớ nhìn lông xù những con này nha. Vài ngày nữa thì lông nó sẽ bóng mướt lại các bạn. Như con này nè, con này là nặng nhất trong bầy nè. Nó bị viêm phổi nè, xù lông nè. Cái Tilo á các bạn, là chích, chúng ta chích vô á, làm như là con heo nó bị đau, nó hành nhất vậy đó các bạn. Con heo nó chạy, nó la la một tí là nó sẽ hết nha. Đó. Mình chích thì mình có đánh dấu trên lưng nha các bạn, để không có bị lộn nha. Rồi các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi các bạn mà cần mình tư vấn mà điều trị heo viêm phổi thở bụng á, thì các bạn cứ kết bạn Zalo trên góc màn hình của mình á, mình sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn điều trị những con heo bệnh như thế này để cho đàn heo các bạn mạnh khỏe nha. Rồi sẵn đây thì mình sẽ nói cái liều tiêm cho cái đàn này cho các bạn tham khảo nha. Cái đàn này thì heo mình cũng to rồi, con như con này là tầm chừng 13-14 kg, con bên đó khoảng chừng 11 kg, con bên đó khoảng chừng 12-13 kg nha. Đó, rồi con nhỏ nhất là khoảng chừng 9 kg, mấy con bự là khoảng 14 kg. Rồi thì những con nhỏ là mình sẽ tiêm 2C, còn mà những con bự như thế này nè, như cưa ngang tổng đàn gì nè, là mình sẽ tiêm 3C nha. 2C Tilo và 1C đề sa. Còn mà những đàn này nó không ho không thở bụng thì mình sẽ tiêm nó 3C Tilo.
thuốc này nhẹ là không có sốc nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề này nha. Heo này là tiêm 3C là vô tư nha các bạn. Heo 8-9kg là mình đã tiêm 2C rồi. Heo 17kg này là tiêm 3C là bình thường nha. Các bạn nên dùng Gentilo hoặc là Tilo Genta của hãng Aonova hoặc hãng A3. Là thuốc này là thì đảm bảo các bạn là hiệu quả nha. Heo mình hôm nay là ngày thứ hai nè các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục tiêm Gentilo cộng với bờ gom nha. Còn cái con ho thì mình sẽ cộng với đề sa. Cái con ho thì mặc định cho nó là một ngày là mình sẽ tiêm là Tilo cộng với bờ gom, Tilo cộng với đề sa là tiêm xen kẽ với nhau nha. Còn bầy bên đây nó khỏe bình thường nè, mình chỉ tiêm Tilo không thôi. Còn hai con bò đó đó nó thở bụng thì mình tiêm Tilo cộng với bờ gom. Tiêm mỗi con 3C là Tilo 2C và bờ gom 1C nha. Các bạn thấy clip của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì mình sẽ ra nhiều cái clip hữu ích để cho các bạn tham khảo, để làm tư liệu sau này các bạn chăn nuôi thì hiệu quả hơn nha. Heo mình hôm nay là ngày thứ ba nè các bạn. Hôm nay các bạn nhìn thấy lông nó đỡ hơn ngày hôm trước rồi nha. Nó vô được 3 mũi thuốc á, thì nó đỡ hơn mấy ngày trước rồi các bạn. Bên đây là ba con nè. Con heo bên đây á, là mình cũng tiêm cho nó được 3 mũi thuốc rồi. 2 mũi đề sa cộng Tilo và 1 mũi Tilo cộng bờ gom nha. Còn mấy con thở bụng này á, thì mình tiêm Tilo cộng với bờ gom. Ba con này hôm nay thì nó cũng khỏe rồi. Ba con bên đây á, thì mình sẽ tiêm cho nó 2 ngày nữa nha các bạn. Hôm nay là nó khỏe lại rồi, nó không còn thở bụng như lần trước nữa. Con này không còn ho nhiều như mấy ngày trước nữa. Con này một ngày mình nghe nó ho 1-2 lần thôi các bạn. Các bạn nhìn thấy không, nó thở bụng cũng không có bằng giống như mấy ngày đầu. Bây giờ nó chỉ thở vừa vừa thôi, nó không thở giật giật như mấy ngày đầu nữa. Mấy con bên đây thì mình vô được 3 mũi thuốc rồi, thì mình ngưng nha. Rồi các bạn đợi xem khoảng chừng 2-3 ngày nữa mình đăng clip lên, các bạn so sánh cái lông những con này ở những ngày đầu chứ bây giờ nó sẽ như thế nào. Các bạn so sánh mà độ mướt của cái lông mà những con này nè ở ngày đầu tiên và cái ngày sau cùng mình đăng video lên thì xem như thế nào nha. Heo bên đây thì mình ngưng chích nha các bạn, mình vô nó được 3 mũi thuốc rồi mình ngưng chích nha. Rồi mình giờ mình chỉ đợi thuốc nó chạy để phổi nó hồi phục lại, lông nó mướt lại thôi. Ba con bên đây thì mình sẽ tiêm cho nó 2 mũi nữa. Rồi hôm nay là ngày thứ ba nha các bạn. Đây là heo viêm phổi của mình sáng ngày thứ tư nè các bạn. Sáng nay mình chưa chích thuốc nha. Đây là ba con viêm phổi mình tách riêng để mình điều trị nè. Đây còn bầy bên đây á, thì có con là được 2 mũi thuốc, có con là được 3 mũi thuốc nha. Heo bầy bên đây á, thì mình không có chích thuốc nữa nha các bạn. Mình bây giờ thì đợi cho thuốc chạy và phổi nó dần dần hồi phục và lông nó mướt lại thôi. Đây bầy bên đây là mình đã tiêm được 3 mũi thuốc nè. Hôm nay là ngày thứ tư là mình chưa có tiêm nè. Còn cái con mà xù lông trắng các bạn, lông bữa nay nó đỡ hơn ngày đầu nha các bạn ơi. Các bạn xem lại đầu video giúp mình là cái con trắng này nè, là lông nó hôm nay là nó đỡ hơn được chút rồi đó. Rồi ba con này thì mình sẽ tiêm cho nó 2 mũi nữa, rồi mình đợi cho nó khoảng vài ngày nữa nó mới hồi phục nha. Không có thuốc viêm phổi nào mà trị mà nó hết liền các bạn. Ví dụ như liệu trình các bạn là tiêm từ 3 đến 5 mũi, tiêm xong các bạn phải chờ nó 4-5 ngày để nó hồi phục nữa, chứ không bao giờ mà tiêm đúng liều vừa dứt thuốc xong là nó hồi phục liền, không có nha các bạn. Rồi qua tới những ngày tiếp theo thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Cái con này gần đẻ nè các bạn. Đây nè, cái con này gần đẻ nè, mình lùa nó chưa chịu ra nữa nè. Cái cửa lồng ở phía sau là mình không đóng luôn, mình tháo ra luôn á các bạn, mà nó không chịu ra luôn á, nó ra tới đó là nó đi vô à. Heo mình hôm nay là buổi chiều ngày thứ năm nè các bạn. Các bạn nhìn thử lông của đàn heo của mình ngày thứ nhất và ngày thứ năm nó như thế nào nha. Ngày thứ nhất á, là nó hơi xù, hôm nay là nó hơi bóng lại nè các bạn. Nó đang dần dần hồi phục nha. Còn ba con heo bên đây á, là nó thở bụng cũng đã giảm rồi các bạn ơi. Nó không còn thở bụng giống như ngày đầu nữa. Đó, như con trắng là không còn thở bụng giống như ngày đầu nữa nha. Bây giờ nó thở có nhịp rồi. Rồi mới ban đầu á, thì nó thở giống như nhịp gặn thôi. Bây giờ là nó có thở nhịp rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái đàn heo bên đây ăn. Đây
đây là đàn heo 10 con của mình. Mình điều trị hôm nay nữa là ngày thứ năm. Cái đàn bên đây á là những con mà sụ lông ít á, có hai con sụ lông ít á là mình tiêm nó 2 mũi tilo thôi. Còn những con trắng mà bị sụ lông nhiều á là mình tiêm nó 3 mũi. Các bạn xem nè, mình quay lại gần cho các bạn xem lông của nó ngày thứ năm và ngày thứ nhất sẽ như thế nào. Đó, hôm nay là ngày thứ năm nha. Chiều nay á thì mình sẽ tiêm ba con này mỗi con một mũi nữa nha các bạn. Đối với cái con trắng này nè thì mình sẽ tiêm mặc định cho nó là một ngày tilo cộng với đề sa và một ngày tilo cộng với bờ gom. Mình vừa điều trị viêm phổi thở bụng và mình vừa điều trị viêm phổi ho. Còn những con khác nó chỉ viêm phổi thở bụng thôi. Còn đàn bên đó thì nó chỉ viêm phổi sù lông thôi, nó không có thở bụng, không có ho. Thì mình chỉ tiêm tilo không thôi. Các bạn dùng hai hãng như mình giới thiệu á thì cách đảm bảo với các bạn là hiệu quả nha. Tilo Genta của hãng A3 và Gentilo của hãng Anova, hai hãng đó thì các bạn dùng hãng nào cũng được. Mình tiêm ba con này nữa là ngày thứ năm nè. Rồi mình đợi thêm hai ngày nữa nó sẽ hồi phục như thế nào mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình tiêm hôm nay nữa mình ngưng nha, mình không tiêm nha. Mình đợi cho thuốc nó chạy hết, cho phổi nó hồi phục. Rồi 7 ngày sau, rồi tới ngày thứ bảy là mình xuất video cho các bạn xem. Hôm nay là heo mình được 7 ngày nha các bạn, mình điều trị viêm phổi được 7 ngày. Thì hôm nay là ngày cuối cùng nè, mình quay cho các bạn xem nha. Đây là tổng đàn 10 con của mình. Mình đã trị thành công là viêm phổi thở bụng và viêm phổi ho nha. Cái con trắng này thì các bạn là hôm nay là nó đã khỏe rồi, hôm nay là 7 ngày rồi. Nó không còn thở bụng và nó không còn ho giống như ngày đầu tiên nữa. Ở đây là video mình so sánh ngày đầu tiên và ngày thứ bảy nè các bạn. Đó, các bạn thấy nó có sự khác biệt hay không? Rồi bây giờ mình đổ cám xuống cho cái đàn heo này nó ăn nè. Cái đàn heo bên đây á là nó chỉ viêm phổi sù lông thôi, là mình chích cho nó là 3 mũi rồi mình ngưng. Hôm nay nữa là ngày thứ bảy là nó đã hồi phục nha, lông nó dần dần bóng mướt lại. Rồi ba con bên đây á là mình tiêm cho nó là 5 mũi. Hôm nay là nó cũng đỡ rồi nha, cái con trắng đó nó không còn thở bụng và ho giống như ngày đầu tiên nữa. Hôm nay là ngày thứ bảy. Ba con này á là mình tiêm nó 5 mũi, hai con bò này nè là mình tiêm tilo kết hợp với bờ gom. Còn cái con trắng này mình tiêm tilo kết hợp với đề sa. Rồi mình tiêm xen kẽ là một ngày tilo với bờ gom, một ngày tilo với đề sa, là mình vừa trị viêm phổi ho và viêm phổi thở bụng. Thì các bạn thử cái áp dụng cái phương pháp của mình, nếu mà thành công thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi tilo á, mình xin nhắc lại nha, các bạn nên sử dụng tilo là của hãng A3 hoặc là hãng Anova và kết hợp với đề sa của hai hãng đó luôn á thì nó rất là hiệu quả nha. Mình đảm bảo các bạn là trị khỏi 100% luôn. Rồi các bạn điều trị giống như mình. Ở đây ba con này là mình tiêm 5 mũi rồi mình ngưng, mình chờ phổi nó hồi phục nha. Bên đây là những con sù lông không thở bụng không ho thì mình tiêm nó 3 mũi, tiêm xong thì mình cũng chờ nó hồi phục luôn. Mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công nha. Rồi sẵn đây là mình có mấy con nái là sắp đẻ nè các bạn, qua nó bắt đầu là nhú lên rồi nè. Đó, qua nó cũng đầu nhú lên rồi nè. Mình có 4 con chuẩn bị đẻ, con nào bụng cũng to hết, nó đứng mà cái bụng nó phì ra là rất là to luôn nha. Đây đằng này hai con đó nè các bạn, con này là có thể là đẻ sớm nhất nè. Hay qua của nó là con này đẻ trước nè, còn cái con này là hai lứa vừa rồi là hai lứa đều đẻ 19 con hết, lứa này là có thể đẻ ít hơn nha, bụng nó hơi nhỏ hơn các bạn. Còn bụng ba con còn lại thì nó to. Thì các bạn nhớ đón xem những cái clip heo đẻ của mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Đây là đàn heo thịt của mình nè, heo chỗ mình hiện tại là giá 52 nha các bạn. Vẫn chưa có giá luôn nha, heo mình là dao động là khoảng 60kg. Là heo này qua Tết khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là mình xuất nha. Mình được 29 con heo bự. Bên đây của mình còn mấy con nè, heo của mình rất là ít tắm, ít là rất ít dội chuồng luôn các bạn. Chủ yếu là cái nền khô ráo rồi sạch để cho nó nằm thôi. Càng dội chuồng càng tắm nhiều á, mùa này là nó càng viêm phổi thở bụng ho nha. Các bạn gì lưu ý vấn đề này. Đó. Mình quay cho các bạn xem một số nái của mình nè. Ở dưới này là có một số nái hậu bị là chưa phối, còn một số nái là có bầu 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đều có nha. Đó,